Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Thì Thành hôm nay sẽ làm một cái clip sử dụng những chiếc tăm tre này để làm một cái cây dừa hầu như là nguyên khối bằng những chiếc tăm tre này. Thì các bạn đã biết rồi, tăm tre thì được mọi người sử dụng làm các mô hình hay là các hình khối nào đó rất nhiều. Nhưng mà mình cũng đã xem qua ý tưởng làm tăm tre bằng những cây dừa, cây cau ở trên các mạng xã hội bây giờ rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ bắt tay vào làm thử xem không biết là công trình của mình thủ công đó xem nó sẽ như thế nào. Thì các bạn theo dõi clip của mình thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, subscribe và chia sẻ và đăng ký cho mình một đăng ký nhá. Vâng, xin chào các bạn. Các bạn hãy ủng hộ mình nhá. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện cái clip này. Các bạn hãy theo dõi mình nhé.
Thank you.